lo sắm Tết mà sách đồ nghề đi đâu vậy chú? Chị sách vở đâu ạ? À? Trời ơi, sách vở đi chợ chứ đi đâu hỏi kỳ vậy? Sách đồ nghề đi đâu chị biết còn hỏi gì nữa. Ồ, bộ lúa chú chết sao mà sách đồ nghề đi phun à? Trời, sáng sớm nói chuyện không hên gì không à? Lúa làm gì cái vụ lúa chết, lúa của người ta ngon lành. Nó nằm một cái vấn đề là mấy chú kỹ sư dặn bà con của mình đã giáp Tết không? Nhất là cái trong cái giai đoạn mà đồng trổ phải thập đồng, phải lo cắt lứa rầy trước trổ. Mà lúa mình vô cái mùa vụ đông xuân rồi, chuẩn bị trổ rồi, em phải lo em sẽ đi xịt trước cho nó chắc ăn để còn lo ăn Tết nữa chứ. Cận Tết rồi không lo mấy cái chuyện này, thời gian đâu mà mua sắm Tết. Trời ơi, sao không ai nói tôi nghe trơn trời. Còn mấy đứa nhỏ trong nhà cũng im re à. Trời ơi, cảm ơn chú nha. Để tôi kêu mấy đứa nhỏ vậy để coi lúa tôi ra làm sao, có cần xịt chú không nha. Chắc liền đi, mấy chú em kỹ lắm nha. Út Đạt, ba hồn trên dưới Út Đạt. Trời ơi má, cái gì mà mới sáng sớm đang ngủ mà la âm sùm vậy? Cái gì? Giờ này mà sáng sớm hả? Mà lúa nhà mình coi có rầy nâu không kìa, nó phá tùm lum kìa. Rầy nâu là sao má? Là gây cháy rầy đó, hiểu chưa? Tìm hiểu thử xem coi cần bao nhiêu phân, chừng nào mà tới, rồi lúa sóc sao, rầy nâu như thế nào. Rồi em về đây nói báo cho tôi biết, tôi có thưởng. Thưởng gì má? Con chậu trà đây nè. Má, đi. Bây giờ con trả lời cho má biết, tại sao rầy nâu lại xuất hiện như vậy? Dạ, là tại vì do mình trồng lúa thơm, cho nên... Má, con nhớ rồi nè. Mà là do là trước Tết với lại trong Tết á, là người dân á lo đi ăn Tết, cho nên là không có đi thăm lúa sớm nên không phát hiện, cho đến khi bước đâu là bước đến giai đoạn là lúa trổ đó, thì con rầy nâu nó mới tập trung tấn công vô cái bông lúa, hút hết nhựa, cho nên là lúa mới bị lép là không có chỗ hạt. Giỏi. Vậy tác hại của rầy nâu là gì? Tác hại là vàng lá. Ừ, xong rồi hả, cái hạt lúa nó bị lép đúng không? Xong rồi hả, bông lúa nó bị nám. Lép rồi, rồi đúng bị, rồi lép rồi nám đúng nám. Rồi nó ảnh hưởng tới năng suất của cây lúa. Anh ui, có vậy không mà cũng nhớ nữa. Chú ở đây ha, rồi để cho tụi nó ra trả lời, để con Út nó trả lời xem coi chú kiểm tra thử xem con nó đúng hay sai nha cháu. Trời ơi, chú có gì chú chỉnh lại cho con cháu đó. Thì đừng có khiêm nhường như vậy chị Hội ơi, bây giờ câu hỏi nó làm sao hỏi đi, thấy không? Bây giờ nghe má hỏi nè, vậy thì quản lý rầy nâu như thế nào? Dạ, quản lý rầy nâu bằng cách... Tao giết mày bây giờ. Dạ, con nhớ rồi nè, là mình... phun thuốc trước khi ăn Tết, rồi sau đó là mình dâng nước lên, nước rồi. Dâng tới đâu thì dập hết cái lúa thì rầy nâu không có chỗ đậu là nó chết hết. Trời ơi, hình như nó giải thích cái kiểu này tôi thấy sai sai gì đâu á chú. Nó quá sai chứ không phải là sai sai. Trời ơi, con nghĩ sao vậy con? Giai đoạn này là cái giai đoạn lúa trổ đồng, con dâng nước ngập lên như vậy, lúa nó chết hết rồi lấy gì thu hoạch con? Trời ơi, như vậy là sai đó hả? Sai. Vậy mà mày trả lời được đó hả? Mày học cái kiểu gì? Dạ, cô Hội cho con nói. Nói đây. Dạ là mình á hả, mình không có được hả là phun thuốc trước khi mình ăn Tết đâu. Mình phải đi thăm đồng á, xong sau đó là hả mình sử dụng thuốc hạt với lại phân bón cho cây lúa là được rồi. Ủa? Vậy thôi hả? Dạ. Trời chết. Không lẽ sáng nay chú đi phun thuốc sớm vậy là sai rồi hả? Ủa, chú đi phun thuốc sớm chi? Tao biết đâu thấy lúa của chú cái có vài ba cái con rầy trắng. Tao lo tao sợ nó bị dịch cho nên tao lo tao phun trước cho nó chắc ăn. Trời ơi, đâu có cần đâu chú. Bây giờ hả, cái đó hả là lúa nó còn nhỏ thôi, bây giờ chứ cây lúa nó phát triển lớn rồi. Nó cao vậy nè, chú vô chú bón vậy hả là chú vô chú phá hết lúa rồi, lúa chết hết rồi sao thu hoạch. Rồi hả ảnh hưởng tới hả năng suất của cây lúa nữa. Rồi trời ơi, nó tốn công tốn sức lắm. Trời ơi, vậy là mình sai rồi hả ta? Đúng. Rút kinh nghiệm. Nhưng mà công nhận con giỏi thiệt. Dạ. Nó thiệt đó nha chị Hội. Nhà chị mà có thằng rể mà siêng năng giỏi vắng như vậy, tôi bảo đảm với chị là quanh năm lúa thóc đầy bồ. Sắp đến Tết rồi, nhà nào cũng lo chuẩn bị đón Tết hết. Nhưng
Đây cũng là giai đoạn cây lúa bước vào thời kỳ quan trọng nha. Do đó bà con mình có ăn Tết thì cũng nhớ thăm đồng thường xuyên, quan sát kỹ nè để kịp thời phát hiện rầy. Và nhớ là phải cắt lứa rầy trước khi lúa trổ nha. Có như vậy mới hạn chế được tình trạng cháy rầy sau Tết. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cao ngay hiếp dưới bông khôn đi nào bà con, rất nhiều giải thưởng giá trị thật ngon đang chờ. Chương trình cao hiếp vàng lái xe sang, giải đặc biệt xe Toyota Quigo, 19 xe Future, 29 Smart TV Samsung 50 inch và hàng chục ngàn hộp sữa Singapore Ajito, đặc biệt 4 thứ cao mỗi lớp một hộp sữa. Tìm hạnh phúc lớn lao bất ngờ, trúng Toyota Quigo, sướng ơi là sướng. Chiếc hoàn toàn mới, diệt sâu cực mạnh, sổ chết cực nhanh, diệt sâu kháng thuốc và sâu với lứa, chiếc kiểu nào cũng chết. Chiếc hoàn toàn mới, diệt sâu cực mạnh, sổ chết cực nhanh, diệt sâu kháng thuốc và sâu với lứa, chiếc kiểu nào cũng chết. Mới phun chiếc xong thấy sâu quéo vậy liền. Phun chiếc xong sâu chết tại ổ luôn. Mới phun thuốc một ngày mà sâu nó chết đen đầu hết luôn. Sâu chết đủ kiểu bà con ơi. Chiếc kiểu nào cũng chết. Chiếc kiểu nào cũng chết. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.